Quý Châu xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ Sáu 22 tháng 4 năm 2016. Chương trình phát hình của SBTN Washington DC được mở đầu với bản tin trong ngày. Tiếp theo là phóng sự do anh Nguyễn Thành Công thực hiện. Và sau cùng là chương trình tiếng nói cử tri của Jackie Bong. Để bắt đầu chương trình, Quý Châu xin gửi đến quý vị bản tin quan trọng trong ngày. Kính mời quý vị theo dõi. Kính thưa quý vị, FBI trả hơn 1 triệu đô để truy cập iPhone của tay súng trong vụ thảm sát San Bernardino. Giám đốc FBI James Comey hôm thứ Năm cho biết, chính phủ liên bang đã trả một khoản tiền lớn để giúp truy cập dữ liệu trong iPhone của một trong những kẻ tấn công ở San Bernardino, California. Trong buổi thuyết trình an ninh tại Viện Aspen Institute ở London, ông cho biết số tiền này chắc chắn nhiều hơn tiền lương của ông trong khoảng thời gian 7 năm, 4 tháng ông làm giám đốc của FBI. Theo phóng viên Kerry Johnson của Đài Phát thanh Quốc gia NPR thì Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI có mức lương là 185.000 một năm, nhưng FBI vẫn sẵn sàng chi ra hơn 1 triệu đô cho sự giúp đỡ để truy cập những dữ liệu trong iPhone của hung thủ trong cuộc điều tra. Nữ phóng viên Kerry Johnson cho biết thêm rằng, mặc dù Giám đốc FBI Comey không cho biết ai hoặc công ty nào đã giúp chính phủ giải mã hệ thống an ninh của Apple, nhưng ông nói chi phí đó là xứng đáng. Xin nhắc lại vụ thảm sát San Bernardino, FBI đã yêu cầu công ty Apple trợ giúp truy cập dữ liệu trong cái iPhone đã bị khóa. Apple từ chối, viện dẫn mối quan tâm về bảo mật quyền riêng tư và yêu cầu của chính phủ vượt ra ngoài giới hạn của luật cho phép. Và trong khi hai bên đi vào một cuộc chiến pháp lý, Bộ Tư pháp đã thông báo cho họ có một đối tác thứ ba có thể giúp mở khóa cái điện thoại iPhone của tay khủng bố. Tháng trước, FBI nói rằng họ đã truy cập được các dữ liệu, do đó các vụ kiện đã được đặt sang một bên. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vừa đưa ra tín hiệu sẽ không ngăn chặn vụ kiện cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ CIA sử dụng kỹ thuật tra tấn dã man. Như vậy, sẽ mở cửa cho tòa án để xét xử những vụ kiện CIA đã từng áp dụng kỹ thuật tra tấn dã man trong quá khứ mà nay đang phải ngừng. Giới luật sư cho rằng, lập trường này của chính phủ là chưa từng có, nhưng đồng thời cũng công nhận rằng kỹ thuật tra tấn bí mật này của CIA rồi đây sẽ bị khám phá một cách rộng rãi. Giới luật sư cũng nhận định rằng đây cũng là lần đầu tiên cho thấy Bộ Tư pháp không có lựa chọn nào khác, và là bước đầu của Bộ Tư pháp không muốn bãi bỏ vụ kiện về chương trình tra tấn dã man này. Chương trình này nhằm trong vi phạm bí mật quốc gia nên không thể tranh cãi nơi tòa án. Thẩm phán trước đó đã chấp nhận yêu cầu của CIA và đã chuyển hướng khi cho rằng chương trình tra tấn bí mật này được soạn thảo ra là để khai thác các tin tức tình báo từ những nghi can khủng bố bị bắt ở nước ngoài. Một dự thảo luật do các thượng nghị sĩ của cả hai đảng soạn thảo để giới hạn bản vũ khí cho Saudi Arabia đang đối diện với cuộc chiến leo dốc tại Thượng viện. Dự thảo luật của lưỡng đảng Thượng viện này sẽ liên kết lĩnh vực nhân đạo nhằm hạn chế cho một loại vũ khí bán cho Saudi Arabia. Dự thảo luật Thượng viện đã được hai thượng nghị sĩ Christopher Murphy của đảng Dân Chủ, Connecticut và Rand Paul của đảng Cộng Hòa, Kentucky giới thiệu từ tuần trước. Dự luật sẽ yêu cầu Tổng thống xác nhận Saudi Arabia đang thực hiện các hoạt động quân sự chống lại tổ chức khủng bố Al-Qaeda và nhà nước Hồi giáo Islamic State tại Yemen. Ngoài ra, dự luật cũng yêu cầu Tòa Bạch Ốc xác nhận rằng Vương quốc Ả Rập Saudi cho phép viện trợ nhân đạo cho Yemen, quốc gia đang chìm đắm trong cuộc chiến đẫm máu, và phải có các biện pháp phòng ngừa để hạn chế sát hại những thường dân vô tội trước khi bán các loại vũ khí cho Saudi Arabia. Máy bay sử dụng năng lượng mặt trời đã khởi hành thành công từ Hawaii mà không cần nhiên liệu. Hai viên phi công đang từ từ ghi khắc thành tích của họ cho một tương lai mới của loại máy bay sử dụng bằng năng lượng mặt trời qua chuyến bay thử nghiệm vòng quanh trái đất. Sau khi do dự, vì tình trạng gió lớn hôm thứ Năm,
chiếc Solar Impulse đã cất cánh từ Hawaii và sau nhiều giờ, máy bay đã đạt tới cao độ trên bầu trời Thái Bình Dương trước khi trời tối. Chiếc máy bay sử dụng năng lượng mặt trời Solar Impulse 2 do Thụy Sĩ chế tạo sẽ đáp xuống Mountain View, California vào cuối tuần này. Máy bay hạ cánh tại Hawaii vào tháng 7 năm ngoái và phải ở lại đây sau khi hệ thống pin bị hư trong chuyến đi từ Nhật Bản. Chiếc Solar Impulse đã bắt đầu cuộc hành trình vòng quanh thế giới từ tháng 3 năm 2015, khởi hành từ Abu Dhabi, thủ đô của Vương quốc Dubai. Cơ quan quản lý liên bang vừa đề xướng các quy tắc quản trị tài chính khó khăn hơn đối với số tiền thưởng của thị trường chứng khoán Wall Street. Các vị giám đốc điều hành tại các đại công ty có niêm yết tại thị trường chứng khoán Wall Street sẽ phải chờ 4 năm mới nhận được các khoản tiền hoa hồng của họ và cũng có thể bị bắt buộc phải hoàn lại trong trường hợp sai trái. Các quy tắc mới đã được công bố hôm thứ Năm quy định các vị tổng giám đốc điều hành các công ty có giá trị hơn 250 tỷ phải chờ đợi một khoảng thời gian để lãnh 60% số trả tiền thưởng của họ. Giám đốc điều hành tại công ty có giá trị tại 50 tỷ đến 250 tỷ đô la sẽ phải chờ đợi 3 năm. Các quy tắc này bao gồm các ngân hàng, cố vấn đầu tư và công ty tín dụng địa khổng lồ Fannie Mae và Freddie Mac. Ứng cử viên Cộng hòa ông Donald Trump đang vận động tranh cử ở Harrisburg, Pennsylvania, trước cuộc bầu sơ bộ vào thứ Ba tới đây ở các tiểu bang miền Đông Bắc. Ông tỷ phú địa ốc mà hành vi và lời nói thô lỗ đã làm cho ông có nhiều fan hưởng mộ, nhưng đã làm cho các lãnh tụ đảng Cộng hòa lo sợ, đã bảo với những người ủng hộ của ông đang hò reo chào đón ông là ông sẽ có lối hành xử tổng thống hơn trong cuộc vận động tranh cử vào tòa Bạch Ốc. Ông nói, tôi sẽ trở thành tổng thống đến nỗi mà các bạn sẽ phát chán. Liên minh chống nhà nước Hồi giáo Islamic State do Hoa Kỳ lãnh đạo. Theo tường thuật của truyền thông nhà nước Trung Cộng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa được phong danh hiệu mới, Tổng Tư lệnh, Trung tâm Chỉ huy Hoạt động Hỗn hợp. Và như vậy, ông Tập sẽ có vai trò nổi bật hơn trong việc điều khiển quân đội Trung Quốc. Ngoài chức Chủ tịch nước, ông Tập còn là Chủ tịch Quân ủy Trung ương, cầm quyền đội quân lớn nhất trên thế giới gồm 2,3 triệu thành viên. Ông cũng là Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc và là Chủ tịch của Hội Đồng An ninh Quốc gia vừa thành lập. Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2012, ông Tập đã lập ra một chính sách đối ngoại quyết đoán hơn, cho khẩn trương bồi đắp các đảo nhân tạo ở Biển Đông và đưa tàu vào các vùng biển do Nhật kiểm soát. Các động thái này bị xem là chỉ dấu của sự gây hấn. Tân Hoa Xã loan tin, ông Tập hôm qua đi thăm Trung tâm Chỉ huy Hoạt động Hỗn hợp, kêu gọi quân nhân bám sát xu hướng cách mạng quân sự trên toàn cầu và nỗ lực xây dựng một hệ thống chỉ huy các chiến hỗn hợp đáp ứng nhu cầu chiến đấu và chiến thắng trong cuộc chiến thông tin hóa. Trung tâm này tọa lạc dưới lòng đất ở ngoại ô phía tây thủ đô Bắc Kinh. Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ Tom Vilsack đã dẫn một phái đoàn đến Nhật Bản và Việt Nam để thảo luận liên quan tới các hiệp định thương mại song phương, trong đó bao gồm việc giảm thuế nhập cảng thịt bò của Mỹ. Ông đến Nhật Bản để tham dự cuộc họp của các bộ trưởng nông nghiệp của nhóm G7 ở thành phố Niigata để thảo luận về vấn đề an ninh lương thực toàn cầu đang phải đối diện với vấn đề biến đổi khí hậu. Sau cuộc họp với các đại sứ của Anh, Pháp, Đức, Canada, Ý, Nhật Bản và các vị bộ trưởng trong nhóm G7, ông Vilsack sẽ bay sang Việt Nam để tăng cường mối quan hệ Việt-Mỹ và cũng sẽ thảo luận về Hiệp ước Đối tác Thương mại TPP. Trong đó có vấn đề xuất cảng thịt bò Mỹ vào Việt Nam. Sau khi Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương Trans-Pacific Partnership TPP đầy tham vọng đã được phê chuẩn bởi chính phủ của 12 nước nhưng sẽ phải chờ nhiều năm nữa mới có hiệu lực. Khi đó, Hoa Kỳ sẽ xuất cảng thịt bò, thịt heo và các loại thịt gia cầm khác, được cho là sẽ đem lại lợi ích cho Hoa Kỳ. Vì sẽ được hưởng quy định giảm thuế nhập cảng hoặc sẽ bãi bỏ thuế nhập cảng trên các món hàng xuất cảng của Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP. Việt Nam hiện đang xếp thứ 11 về xuất cảng trên thế giới. Đa số hàng xuất cảng của Việt Nam là sang Hoa Kỳ và Liên hiệp Châu Âu. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ thì,
Năm 2015, số tiền mà Việt Nam mang về qua những hàng xuất cảng sang thị trường Hoa Kỳ là 2,3 tỷ Mỹ Kim. Hoàn Cầu Thời báo, một ấn bản thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 22 tháng 4, đăng bài nói rằng Trung Quốc sắp xây các cơ sở điện hạt nhân trên biển có thể sử dụng để hỗ trợ cho các công trình ở Biển Đông có nhiều tranh chấp. Bài báo nói các cơ sở này có thể di chuyển đến những nơi xa xôi và cung cấp nguồn điện ổn định. Báo trích dẫn lời một quan chức của tập đoàn đóng tàu Trung Quốc nói rằng tập đoàn này đang xúc tiến công việc. Tập đoàn này có nhiệm vụ thiết kế và chế tạo các cơ sở. Một chuyên gia hải quân nói với tờ Hoàn Cầu Thời báo rằng các cơ sở hạt nhân nổi có thể cấp điện cho các tháp hải đăng, các cơ sở quốc phòng, sân bay và cảng ở Biển Đông, thay cho việc phải phát điện từ đốt dầu hoặc than đá. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh, nói tại cuộc họp báo hàng ngày là bà chưa nghe thông tin gì về các kế hoạch như vậy. Trung Quốc trong nhiều tháng nay đã gây căng thẳng với các hoạt động quân sự và xây dựng ở các thực thể họ chiếm đóng ở Biển Đông, nơi có tranh chấp chủ quyền với Việt Nam và một số nước khác. Đến đây, chương trình xin tạm dừng trong giây lát và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình sau phần thông báo và quảng cáo. 1984, Eden đã trở thành một trung tâm thương mại của người Việt lớn nhất tại miền Đông Hoa Kỳ với những con đường mang tên của các chiến sĩ anh dũng hy sinh cho miền Nam tự do. Với 120 cửa hàng, Eden tọa lạc tại Wilson Boulevard, Fort Church, Virginia. Eden được kiến trúc giống chợ Bến Thành để gợi lại cho chúng ta niềm nhớ Sài Gòn trước năm 1975. Eden phản ảnh được trung tâm thương mại và văn hóa Việt Nam. Muốn biết thêm chi tiết xin vào trang nhà www.edencenter.com. Hủ tiếu mì La Cây Chợ Lớn đã nổi tiếng từ thập niên 60, nay xin phục vụ quý khách vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn tại trung tâm thương mại Eden Center. Hủ tiếu mì La Cây Chợ Lớn tọa lạc tại số 6793 Wilson Boulevard, Fort Church, Virginia 22044, điện thoại liên lạc 703-531-1420, 703-531-1420. Vendors Direct Sale mua lẻ rẻ hơn giá sỉ trực tiếp với các hãng ngay tại Teletron đến hết tuần này. LED Sony 40 inch 388 đồng, 55 inch Smart TV 688 đồng, Sony XPR 4K 55 inch 1098 đồng, 65 inch siêu mỏng 2198 đồng. Mua với loa Bose Free Sony 32 inch. Karaoke Bose tặng cặp gối thông minh Italy, máy rung tăng mở giảm cân bớt 1500 đồng, free bộ đồ thủy tinh của Pháp, Helmet Sauna của Mỹ bớt đến 2000 đồng tặng foot massager. Inada Michael Che làm tại Nhật tốt nhất thế giới. Chỉ có tại Teletron 8.799 đồng, tặng quà 600 đồng, nệm Mediflex Italy từ 2.999 đồng, free bộ giường 1.500 đồng. Sofaya Made in Italy 35% off, free Sony 48 inch, bàn ăn và giường ngủ Made in Italy, tặng Sony 40 inch, ghế massage Cozia so bóp lòng bàn chân 2.999 đồng, tặng quà 500 đồng. Teletron trong khu Eden Center 703-237-8999, Teletron Phước Lộc Thọ 714-892-6999. Trung tâm WeCare chăm sóc sức khỏe tại gia của người Việt phục vụ người Việt. Yes, WeCare chăm sóc sức khỏe tại gia cho quý vị cao niên có Medicare, Medicaid, chăm sóc người bị bệnh đi lại khó khăn hay khuyết tật. Nhân viên của WeCare phục vụ chăm chỉ, tận tâm và chu đáo. Trung tâm WeCare cung cấp dịch vụ tại vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận. Nếu quý vị cao niên đang nằm trong bệnh viện và muốn được nhân viên chăm sóc tại tư gia sau khi xuất viện, xin liên lạc WeCare trước khi xuất viện để được hướng dẫn thủ tục. Mọi chi tiết xin liên lạc với Quỳnh Châu số 703-879-3750.